Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Làm Nail Tại Mỹ. Thì hôm nay thứ ba các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái móng nail gọi là hot trending. Bây giờ ở đây mình có một cái chai nước sơn DC. Đây là cái nước sơn của người Việt Nam mình sản xuất các bạn ha. Còn cái nước sơn OPI này là nước sơn của Mỹ, rất là nổi tiếng của Mỹ các bạn. Thì thường thường ở bên Mỹ người ta rất là xài cái nước sơn OPI các bạn. Tụi người Mỹ họ thích cái hiệu OPI này lắm. Nhưng mà những cái tiệm nail Việt Nam của mình á, thì họ thích xài cái chai nước sơn DC này. Cái chai nước sơn này á, nó cũng rất là đẹp các bạn. Nhưng mà nó rất là rẻ tiền. Cái chai này chỉ có 3 đô la một chai thôi. Trong khi cái chai này tới 12 đô la một chai luôn bạn. Cái thương hiệu nha các bạn, 12 đô la một chai và 3 đô la một chai đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái màu là mình gọi cái màu này là màu nude đi các bạn, màu nhũ đi. Bây giờ mình sẽ sơn lên, mình sẽ sơn lên cái móng này ha. Thì sẵn tiện mình làm xong rồi mình cho các bạn coi luôn. Đó, khi mà mình sơn nó ra, nó sẽ ra một cái màu nhũ như vậy. Bây giờ mình sẽ có một cái đèn đèn led. Mình sẽ hơi đèn led tầm 30 giây, xong rồi mình sẽ vẽ design lên các bạn ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái mẫu đơn giản thôi để cho các bạn thấy thú vị. Thì thường thường mình làm cho khách á, thì mình phải hơ hai lần đèn. Nhưng mà nếu mà mình làm chơi cho vui thôi mình thì mình cũng không cần hơ hai lần đèn đâu, tại nó rất là lâu bạn. Đó. Ở bên Mỹ này đàn ông đi làm nail rất là nhiều luôn các bạn ơi. Nhưng mà nói thiệt, đàn ông đi làm nail đẹp lắm nha các bạn, khéo tài lắm à. Đàn bà đi làm nail thì cũng đẹp nữa, nhưng mà bây giờ mấy bà đàn bà đi làm á, bây giờ khách nó không thích các bạn. Tại vì các bạn mấy ông đàn bà đi làm á, bây giờ á họ làm á họ chụp giật lắm mày, họ chụp giật lắm. Với lại các bạn biết đàn bà đi làm họ hay quạo lắm các bạn. Đúng là đàn bà. Ok, bây giờ thì mình đã có một cái mẫu nút rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái màu trắng ha, mình sẽ dùng cái màu trắng để mình vẽ lửa lên đi các bạn ha. Nhưng mà khoan đã, bây giờ để mình cho cái màu này thành là matte. Mình bây giờ là mình phải làm một cái móng nào nó thịnh hành với lại giới trẻ bây giờ. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nước sơn matte top coat lên. Nó mới ra một cái hiệu ứng nổi bật các bạn ha. Ok, bây giờ cho nó vô hơi đèn lại. Thì cái này là không bóng bạn nha, nước sơn không bóng. Ok, ở bên Mỹ này đi làm nail thì cũng rất là nhàn các bạn. Cái đèn LED này mình mua, mình đã xài được 6 năm trời các bạn. Một cái đèn có 100 mấy mà nó rẻ nữa. Có nhiều cái đèn mình được tặng đó. Ok, bây giờ mình đã sơn nhũ nữa rồi bạn ha. Bây giờ mình sẽ vẽ lửa để mình cố gắng vẽ một ngọn lửa thiệt là đẹp coi. Oh, các bạn thấy không? Đó. Mới đây mình đã có một ngọn lửa nhỏ nhỏ rồi. Hồi xưa ở bên bây giờ mình sẽ vẽ thêm bây giờ mình sẽ vẽ thêm một ngọn lửa nữa ha. Hồi xưa ở bên Việt Nam đi học và vẽ vô sách giáo khoa, xong rồi đâu có biết một ngày nào đó qua Mỹ sẽ xài đâu các bạn. Hồi xưa thích vẽ vô mấy cuốn sách giáo khoa mấy cái ngọn lửa đó, các bạn thấy không, cuộc sống ở bên Mỹ mà. Bây giờ mình sẽ sơn màu trắng đi các bạn ơi. Bây giờ để mình cái móng này nó khá là dài luôn, cho nên mình sẽ cho thêm một ngọn lửa bên này nữa.
Mấy em gái Mỹ bây giờ thích thích chơi lửa lắm các bạn. Hồi xưa mấy mấy đứa gái Mỹ á, tụi nó không thích vẽ lửa đâu. Hồi xưa mấy đứa gái Mỹ á, tụi nó thích vẽ mấy cái bông, không? Bây giờ gái Mỹ đu trend. Ok, mình đã có một cái ngọn lửa khá là đơn giản đây, các bạn thấy như là bốc lửa chưa? Ok, bây giờ mình sẽ cho nó hơn đi ha. Cái này làm đơn giản thôi các bạn, làm đơn giản không cầu kỳ. Ở đây mình có ba hũ màu, một hũ màu vàng, một hũ màu tím và một hũ màu xanh, không, ba cái màu. À, bây giờ mình sẽ mở nắp ra. Hũ màu vàng, hũ màu xanh, hũ màu tím ha. Rồi xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Bây giờ thì cái màu trắng á, nó sẽ hơi dính dính các bạn nhé, cho nên mình sẽ lấy cái bột màu này mình sẽ dậm nó lên đó. Ha, giờ mình sẽ dậm nó lên. Rồi bây giờ sau khi mình chùi cọ đi xong rồi, mình sẽ dậm tiếp cái màu xanh lên nữa. Mình dậm cái màu xanh lên ở giữa ngón. Thì các bạn cứ dậm như đi, cứ yên tâm đi, tại vì nó chỉ dính lên cái màu trắng thôi chứ nó không có dính lên cái mấy cái màu khác đâu. Ok, xong rồi cái mình dậm màu vàng lên. Hello. Okay, các bạn ơi, bây giờ thì mình đã có cái mẫu, thấy không? Tím tím nè, xanh xanh. Bây giờ thì mình sẽ lấy cây cọ này, mình sẽ phủi xuống dưới. Bây giờ một là các bạn có thể bỏ top coat lên hết cái móng, hai là các bạn chỉ bỏ quanh lửa thôi. Thì đây là cái mẫu hot trending các bạn. Hot trending nha. Cho nên mình sẽ bỏ cái này theo. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái này. Cái này mình làm theo cái kiểu gọi là dã chiến đó các bạn, cho nên các bạn cũng không cần phải cầu kỳ lắm đâu. Mình làm cho vui thôi. Còn nếu như mà lên lên làm khách thì mình sẽ làm cho nó đẹp lại các bạn ha. Các bạn thấy chưa, một ngọn lửa tình yêu đang cháy bỏng trong tôi. Bây giờ mình cho nó hơi đi, thì đó là như vậy, đơn giản các bạn, là một mẫu hot trending đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm những cái mẫu khác cho các bạn coi nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Vừa mát mà vừa bóng nữa. Bây giờ mình sẽ chùi nó đi. Hết sảy con mà bảy luôn. Rồi, tiếp tục. Bây giờ cũng lại là cái màu màu nude đó nữa, nhưng mà mình sẽ không vẽ lửa nữa các bạn. Bữa nay mình sẽ vẽ mấy cái khói đi ha, mấy cái smoke đi ha.
Đó. Bây giờ thì mình cũng lại chơi Matty nữa các bạn. Các bạn thấy lửa đẹp không? Cái mẫu này bây giờ nó đang hot trending gần gần ha. Rồi, bây giờ mình đẩy ra, mình sẽ cho thêm một nước nữa vô nữa. Bữa nay mình tập trung vào mẫu hot trending đi. Đàn ông bên Mỹ đi làm nail là khéo tay lắm các bạn ơi. Hồi xưa có nhiều người Việt Nam qua bên Mỹ á, họ đi đàn ông đi làm nhà hàng các bạn. Nhưng mà các bạn biết ông đi làm nhà hàng á, hồi xưa đàn ông ít đi làm nail này. Hồi xưa đàn ông đi làm nhà hàng thì các bạn biết ông đi làm nhà hàng á, 11 giờ tối, 11 giờ đêm á, nhà hàng đóng cửa thì các bạn mới 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 về tới nhà. Các bạn về tới nhà là tầm 12 giờ tối các bạn, tại vì các bạn biết nhà hàng nè, nhà hàng nó rất là mở cửa rất là trễ. Đàn ông bên Mỹ mà đi làm nhà hàng á, họ về tối đó các bạn. Cho nên họ nhảy đi làm nail, đàn ông bên Mỹ đi làm nail đó. Thì lúc 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 đầu á, các bạn biết lúc lúc đầu á thì cũng có nhiều người họ không thích các bạn, tại vì đàn ông mà đi làm nail nghe hơi kỳ không, nhưng mà thôi kệ đi không, bây giờ là thời buổi kinh tế khó khăn mà mình phải đi làm chứ đó. Cho nên một người đàn ông đi làm nail, hai người đàn ông đi làm nail, ba người đàn ông đi làm nail. Ok, bây giờ mình vẽ khối các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái top coat này nó đi theo cái hướng này đi. À, các bạn thấy không, bây giờ cái top coat này nó đang đi một cái hướng này là như nào đó. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ vẽ cái màu, mình sẽ vẽ cái màu trắng các bạn ha. Bây giờ khi mà các bạn bỏ cái top coat này xong rồi đó thì các bạn không có cần phải hơ đèn nha, tại vì mình đang muốn nó lon ra giống như khói vậy đó. Không, bây giờ mình sẽ cho nó lon ra. Các bạn thấy không, nó lon ra, nó giống như khói gì đó. Mặc dù mình không biết nó lon tới đâu nhưng mà thôi kệ đi. Ok, bây giờ mình hơi đèn chút xíu để cho nó dính dính. Và bây giờ mình lại tiếp tục mở ba cái hũ này ra nữa. Rồi thì các bạn đừng có hơi lâu quá, hơi lâu quá nó sẽ rất là. Bây giờ thì mình chấm 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 vô đây đi đó. Các bạn xài màu nào cũng được, không nhất thiết là các bạn xài cái màu mình chọn ha. Nhưng mà sẵn tiện có ba hũ này đây luôn cho nên mình lấy đại thôi, chứ xài cái nào cũng được. Đó, nó ra một cái hiệu ứng gọi là giống như là cầu vồng vậy đó, là thấy không? Bây giờ thì mình sẽ đó, các bạn thấy đẹp chưa, nó ra một cái hiệu ứng giống như là khói gì đó. Bỏ vô đèn hơn cái làm đơn giản thôi đó. Bữa hôm nay cái mẫu nail bữa hôm nay là gọi là cuốn theo chiều gió,
Đó, các bạn thấy không? Nó ra cũng đẹp. Đây cái này là làm đơn giản thôi. Cái mẫu này đẹp nữa các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này để tại đây đi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hai mẫu nail này các bạn. Nhìn nè, hai mẫu nail này cũng ok lắm ha. Quá là ok luôn.